Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn và chia sẻ đến cho anh chị và các bạn là các loại giống cỏ chăn nuôi mà mình trồng tốt hiện nay. Và nếu mà các bạn chăn nuôi vật nuôi nào thì các bạn có thể là kết nối về bên mình nhé, để bên mình tư vấn cho các bạn là từng loại phù hợp với từng vật nuôi. Còn đầu tiên là đây là cỏ sứa, đây là cỏ stylo. Cỏ stylo này là loại giống cỏ non mềm, ngọt và có chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhiều nhất trong tất cả các loại giống cỏ các bạn, sau cỏ alpha linh lăng. Nhưng mà cỏ linh lăng thì trồng ở khí hậu Việt Nam của chúng ta nó không phù hợp. Và ở dưới này là cỏ sweet jumbo, tức là cỏ sweet jumbo thì nó sinh trưởng và phát triển như thế này. Đấy, mình trồng ở đây là 4 hàng. Và ở dưới này là cỏ sudan lai. Cỏ sudan lai thì nó xanh hơn và nó non mềm hơn. Cỏ sudan lai nó cũng đến thời điểm ra bông rồi, nhà ra là mình thu hoạch rồi nhưng mà mình chưa có thời gian mình thu hoạch. Và bên này là cỏ Guinea. Cỏ Guinea Mombasa, đây là cỏ Mombasa, đây là cỏ xả lá lớn. Chúng ta trồng để chăn nuôi các nhiều loại vật nuôi khác nhau. Loại cỏ này thì phát triển rất là nhanh. Còn bên này là cỏ Moon River, Tân Guinea, người ta thường gọi là Guinea sông Moon. Thì loại cỏ này thì lá của nó lớn hơn và nó nhỉnh hơn so với cỏ Mombasa, nên là loại cỏ này và loại giống cỏ mới được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Tiếp theo là cỏ Patpalum. Cỏ Patpalum này thì mình có thể là trồng được đất ruộng ngập úng, có một mùa khô và một mùa ngập nước thì chúng ta trồng loại cỏ này để chúng ta ở dưới đất ruộng ấy thì chúng ta cải tạo đất để chúng ta lấy lá làm thức ăn chăn nuôi rất là tốt. Và tiếp theo đây là cỏ Ruzi. Cỏ Ruzi này thì có chứa nhiều chất dinh dưỡng, non mềm, giòn, ngọt, nên là được nhiều chủ trang trại cũng trồng để chăn nuôi bò sữa. Và hiện tại thì tập đoàn TH Trumilk thì người ta trồng tầm khoảng 100 hecta để chăn nuôi bò sữa. Và tiếp theo ở bên này là cỏ Mulatto 2. Tức là cỏ Mulatto 2 nó sinh trưởng và phát triển như thế này. Và cỏ Mulatto 2 này cũng là loại giống cỏ nhiều dinh dưỡng. Và so với cỏ Ruzi và cỏ Mulatto 2 thì các bạn nên trồng cỏ Ruzi hơn. Hai loại cỏ này thì nó giống nhau. Và tiếp theo là cỏ voi lùn. Ở đây là cỏ voi lùn, là bên này thì bên mình trồng một vườn. Còn ở đây là những cái bụi của nó phát triển lên các bạn. Những bụi nó ở đây là hôm trước là mình trồng ở đây, nó sót lại thì nó sinh trưởng và phát triển như thế này. Và cái bụi cao hơn kia là cỏ voi xanh Thái Lan. Cỏ voi xanh Thái Lan là loại giống cỏ cũng đạt năng suất cao nhất hiện nay. Giữa các loại giống cỏ thì cỏ voi là vẫn phát triển nó đạt năng suất cao nhất. Đây các bạn có thể thấy một bụi của nó ở đây, mình có thể là thu hoạch. Và ở phía bên trên kia là cỏ sứa nửa LT01, mình đang trồng ở đây các bạn nhé. Các loại giống cỏ thì mình đang trồng test thử nghiệm ở đây để chia sẻ để cho các bạn như vậy. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là kết nối về bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.